thì bây giờ cô chào mình nhá cô sẽ công cụ hỏi ngay lần đầu tiên như sau đó chính là đố mọi người biết nhé, với những chủ ngữ nào đó ok những cái phần nào mà xuất hiện ở chủ ngữ mà bắt buộc phần phía sau chúng ta phải chia số nhiều nào mọi người ơi câu hỏi hơi rộng nhỉ mọi người nhỉ đó câu hỏi hơi rộng nào nhưng mà yes cái này cũng như là khá obvious khi chúng mình bắt ít nhất nhé chúng mình sẽ liệt kê ra một cái đó là với chủ ngữ thế nào thì vị ngữ phải chia số nhiều nào mọi người <laughs> câu hỏi có nghĩ rằng cũng vừa gọi là dễ cũng vừa gọi là khó tại vì sao dễ tại vì sao sẽ có một vài một vài cái nó khá obviously tức là nó rõ ràng rồi đó chúng ta bắt buộc phải biết rồi và có những cái nó hơi bị rộng một tí đó không biết được kêu nào mới đủ được đúng không ok rồi nào come on thử comment cho cô xem nào theo mọi người với những chủ ngữ nào đó với chủ ngữ nào mà chúng ta sẽ cần phải chia à, động từ về sau là động từ số ít à số nhiều chứ ít <laughs> học rồi hôm bữa rồi rồi ok hôm nay chúng mình sẽ học số nhiều nhá đó những trường hợp nào mọi người ơi come on chat là cô mọi người nhá nào cô đợi mọi người đấy come on come on come on nhanh chóng nhanh chóng nhá ok rồi nhanh chóng mọi người ơi come on come on come on Yes, ok nhanh nhanh chóng nào. Yes, <laughs> nguyên đây à ờ bạn nguyên nhá cô túm bạn nguyên rồi này mọi người ơi à, nguyên bảo cô rằng là cái nào có s thì chia số nhiều có chắc chắn chưa hả à, em chắc chắn câu trả lời của mình chưa ha à, ok cô đúng bạn nguyên đây rồi mọi người nha tí mà cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy là bạn nguyên bạn đã chia ra sự đúng đó mọi người nhá cái thứ mọi người vẫn tưởng là ờ ừ, chắc chắn là khẳng định là nào đúng không đó nhưng mà thật ra là chưa phải tất cả đâu nha đó sẽ luôn luôn có những trường hợp như sau à như sau về kể luôn không có bất ngờ nữa tí kể đi nhá tí chia sẻ sau đi nhá rồi, a number of, yes, ok, chàng trai rất tranh thủ này. Buổi hôm trước vừa học xong a number of và the number of xong thì chàng trai này, hôm nay bạn chiến áp dụng luôn này, đó chính là với a number of thì rõ ràng rồi, sẽ chia số nhiều, đúng không nào? Danh từ số nhiều này, chia số nhiều luôn. Ok, very good, chàng trai ơi. Rồi, are you with they? Ok, chính xác này. Rồi, và Hạ Vi bảo là danh từ số nhiều nữa. Ok, Nguyễn Oanh cũng bảo là tờ cộng với cả là ADG. Ok, bữa dưới là số nhiều rồi. <laughs> ok, một chàng trai gọi là quát tỉnh nữa rồi, nhận hàng đấy rồi. Bữa bị cô bắt thóp vụ có S là số nhiều rồi. <laughs> ok, đúng là có bốc ngã, hay có trưởng thành đúng không? <laughs> như kiểu toàn này từ hôm mà toàn bị cô gọi là déo tên khắp nơi thì trên mặt trận nhắc đi nhắc lại một comment nhầm có một tí thôi là chàng trai ấy đã xuất hiện rất là nhiều rồi này hay là chiến này hôm, hôm bữa trước vừa học xong vừa học với nhau xong là ơn năm bờ và từ năm bờ nhớ luôn này ok nhá yeah. nhưng mà ngày hôm nay thì cô biết là có một vài trường hợp bị mà chúng ta sẽ À, uh, sẽ vẫn có những trường hợp mà chúng ta gì nhỉ? Uh, không 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 uh, đã học buổi trước rồi ấy. đó nên cô sẽ không 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 nhắc lại nữa mọi người nhé đó mọi người bạn nào mà muốn bạn nào mà muốn gọi là muốn uh, gì nhỉ biết hay là muốn học thêm ấy, chúng thì mình vui lòng mà xem đã livestream của cô nhé tại vì là có rất nhiều trường hợp cô dạy từ buổi trước rồi hôm nay cô sẽ đi vào những trường hợp nào mà cô chưa dạy thôi mọi người nhé đó rồi ok Thôi cô ạ <laughs> <laughs> toàn chàng trai bốc ngã <laughs> có một cái chu ava ava con mèo đáng yêu thế này mà cô nỡ lòng nào <laughs> cô giáo tên khắp nơi <laughs> ok cô quá đáng đúng không rồi yes thì bây giờ cô sẽ giới thiệu nhá những cái phần nào này ok những cái chuẩn chủ ngữ nào mà thường ấy đi với nó là chúng mình sẽ gọi là đằng sau ấy có thể nhá có khả năng này ok khả năng cao này chúng mình sẽ phải chia bớt số nhiều của cô ok chúng mình cùng tìm hiểu của cô nhá đầu tiên này chúng mình sẽ có table contents như mọi khi đó chính là cái menu ok cái menu để phục, phục vụ, các bạn ngày hôm nay đầu tiên có phần and plural ok đây còn gọi là danh từ số nhiều mọi người nhá tất nhiên rồi chúng mình sẽ loại trừ những cái mà có nó quá là obviously mà cô đã dạy từ buổi đầu tiên rồi của cái chuyên đề rồi đó chính là với đại từ như kiểu là i you we day chẳng hạn đó thì cô sẽ chia số nhiều ok nó rõ ràng rồi thôi nhé cô chồng mình không nhắc nữa nhé các bạn nhé đó rồi, vậy ngày hôm nay cô chồng mình sẽ đi cùng cái gì đây? Các bạn nhìn nó cô này. Rồi, ok. Chúng mình sẽ đi nhiều hơn và phần đó chính là với những danh từ số nhiều các bạn nha. Tiếp theo này chúng mình sẽ có giờ cộng với cả ADG. Ok, wow, mà ADG là cái gì? Come on. Nào, ADG là cái viết tắt của cái từ gì mọi người ơi? Come on, nào, chat nhanh, nhanh nhá. Nha. Cơ hội cho Toàn thể hiện Toàn, Toàn ơi. Yên tâm mình lần này trả lời đúng cô nhắc tên nhá. <laughs> Không phải là cô nhắc mỗi chuyện trả lời sai đâu nhá. Ok, toàn buồn độ mà toàn tự comment Tự thả thả, thả buồn cho bản thân mình luôn mọi người ạ à. Hổ <laughs> thân chàng trai ấy Rồi, cảm ơn nào ADG là cái gì mọi người ơi Nó quá là obvious Yes, ok, cô gái anh như rồi rất là nhanh luôn attractive very good tuyển đúng rồi tuyệt vời quá nhá yes. châu bảo ngọc này linh linh này hồng phúc này yes. chúng ta đều biết hết nhá rồi dẫn cũng thế này ok very good amazing rồi thu này rồi quỳnh như này yes ok linh linh này rồi good job guys đúng rồi adg là tính từ đúng rồi cẩm thạch nhá đó kiều diễm cái này rồi rất tuyệt vời các bạn ạ chung nữa nhá ok vậy chúng mình sẽ có như sau đó chính là chúng mình sẽ cộng có giờ này cộng với cả adg phía sau tức là cộng với tính từ mọi người đó thì với chủ ngữ thế chúng mình sẽ chia với động từ thế nào đây tìm hiểu thêm sao nhá tiếp theo mình sẽ có đó chính là chúng mình sẽ có chủ ngữ này ok nhưng bằng trước chủ ngữ mình sẽ có một vài từ như là both few many and several ok đó several rồi vậy thì với những chủ ngữ đi kèm những từ như cô vừa được kê do liệt kê vừa nãy đó thì đằng sau nó động từ chia thế nào đây um, ok tìm hiểu nhá. Rồi, tiếp theo này một từ nghe lạ hơn một chút xíu nhá, đó chính là fraction. Ok, rồi. Vậy thì cái từ này nhá, uh, percent and fraction này có nghĩa là gì mọi người ơi? Nào, ok. Uh, fraction, ok, fraction. Fraction and percent có nghĩa là gì mọi người ơi? Come on nào, chat là cô nhá. Hello Ngọc Diệp nha Hello em. Rồi, fraction này. Ok, fraction and percent. What is does, Guys, ok, what is, what are the uh, what, what are those? Come on, nó là cái gì mọi người ơi? Nào, hai từ này có nghĩa là gì nào? Fraction and percent. Ok, nào comment thật nhanh cho nha cô nhá. Nào, hơi lạ lẫm một chút xíu thôi nhá. Nhưng cô tin chắc rằng những câu này các bạn thể nào cũng gặp rồi, chắc chắn luôn nhá. Cô có khảo sát một vài đề thi đại học gần đây thì gần như là đề thi nào cũng có những cái này. Ờ, ừ, ok. Nào, fraction and percent. Ok, fraction đây có nghĩa là gì mọi người biết không? fraction đây có nghĩa là kiểu như là phân số mọi người nhá đó là những phân số này 2 phần ba chẳng hạn yes ok very good quang minh ơi rồi percent là phần trăm còn đâu là fraction đây có nghĩa là phân số mọi người nhá ok very good nha rồi tuyền này dẫn này rất tuyệt vời em ơi yes toàn đấy nhá toàn nó trả lời rất đúng mọi người ạ mọi người quên chuyện hôm trước đi này toàn trả lời gõ nhầm đi nhá quên hạch đi ok toàn này rất là đúng luôn <laughs> rồi hồng phúc này ok kiều diễm nữa này rất tuyệt vời em ơi rồi hạ vi ok cô gái này là để avatar ta nằm ườn nhưng mà rất là năng động luôn nhá rồi ok và kết các bạn ạ, à. chúng mình sẽ có fraction and percent, nghĩa là phân số và phần trăm nhá Tiếp theo là cô trò mình sẽ có conjunctions and prepositions ok. Chúng mình có từ nối này và những cái gọi là giới từ nữa mọi người vậy thì chủ ngữ đi với giới từ và và và, và uh, đi với cả là một cái uh, từ nối thì thì chúng mình làm thế nào đây, xử lý thế nào đây, ok. tai không nghe, tim không đau. <laughs> ok, cô xin lỗi hoàn toàn nha, cô sẽ hứa từ giờ đến cuối giờ không trêu toàn nữa. <laughs> rồi ok linh linh thank you very good rồi vậy thì với những chủ ngữ trên bảng này nhá nhớ cô nhớ những chủ ngữ trên bảng cô không phải một trăm phần trăm chúng mình đều phải đằng sau nó là một cái động từ số nhiều mà nha không phải đâu nhá vẫn có những trường hợp chúng mình cần phải phân biệt đấy, giống như trường hợp trước mình có a number of và the number of các bạn nhớ sẽ có trường hợp như vậy đấy hãy chú ý cho cô nha rồi, thì trên bảng của cô như sau, chúng mình hãy giúp cô nhá. Đó chính là với câu trên bảng của cô tiếp theo này. Thì nhiệm vụ mọi người đó chính là translate. Ok, chúng mình sẽ giúp cô nhá. Dịch những câu tiếng Việt ở trên bảng của cô này sang tiếng Anh cho cô nhá. Rồi uh, come on. Dịch những câu tiếng Việt này sang tiếng Anh cho cô mọi người nhá. Nào, come on, come on. Là gì đây mọi người ơi? Rồi, ok, là gì mọi người nhỉ? Come on, come on, come on. Oh, chết rồi, bị mất nữa. cái này rồi. Ok mất mất một chút gọi là cái background của cô mất rồi. Để cô nghiêng đầu thêm sao. Ok, yes, It's come back. <laughs> rồi, come on. Chúng mình sẽ có nào. Câu đầu tiên những quả cam ở trong tủ lạnh nào. Ok, rồi. Siêu đơn giản luôn nhá. Siêu siêu đơn giản nào. Ok, come on, come on. <laughs> Những quả cam ở trong tủ lạnh nào, chúng mình sẽ làm thế nào đây nhỉ? Nhớ nhớ translate câu này trên bảng cô này sang tiếng Anh anh cô nhá. Rồi, quả cam là gì? Yes, very good, orange. Okay, orange. Rồi, ở trong tủ lạnh nào? Tủ lạnh là gì? Fridge. Okay, rồi the fridge. Rồi, cái tiếp theo là ở trong là mẫu sang là in. Okay, rồi very good. Yes, the oranges are in the fridge. Yes, ok. The fight, em ghi là the fight mất rồi nhá. Yeah, chính thả sai một tí rồi này. Ok, cô thấy tuyên đúng rồi này. Yes, organs, 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 là bộ phận em ơi. Nhá, Thành Đức ơi, cô bảo này organs là bộ phận đấy em ơi. Nhá, không được đâu. Organs mà sao tủ lạnh thì không, không 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 hợp lý đâu nhá. Thành Đức nhá. Organs là bộ phận cơ thể em ơi. Là bộ phận cơ thể nhá. <laughs> Trong tủ lạnh là hơi kỳ rồi nhá. Là hơi kỳ nhá, Thành Đức nhá yes, ok. Rồi, cô thể thu comment rồi này. Very good. Rồi, ok. Yes. Rồi, cô thấy rằng là chúng mình sẽ có một vài bạn comment rất là chính xác rồi. Chúng mình sẽ có nhá. The orange này. Yes, very good. Chúng mình có câu như sau. Rồi, no. chuyển sang câu tiếng Anh như sau. Oranges in the fridge. Ok, rồi. Nhiệm vụ còn lại nào? Chúng mình giúp cô nhá. Cái chia cô, cái phần đỏ đỏ này. Ok, chia giúp cô phần đỏ đỏ nhá. Rồi, come on, come on guys. Now, the orange in the fridge ok rồi kiều diễm ơi thiếu một phần quan trọng nhất của cô rồi diễm ơi là diễm trời ơi the number of orange is in the fridge ok trên fridge sẽ viết sai này tại sao vậy trời ơi các bạn ơi ok rồi are yes ok thành đức này yes correct very good rồi oranges are in the fridge ok very good Yeah, yeah, điều tra in em, em không biết từ điều tra hỏi à, tiền cô gái rất cố gắng luôn yes cường đây rồi ok nguyễn oanh nữa này chúng mình sẽ có nhá câu trên là cô này cái từ của đỏ đỏ ấy, đang bị khuyết mất nhá đó đúng như bạn thanh thanh nói này hay đúng như bạn cường nói luôn nhá hay là bạn đức nói này đó hay bạn oanh nữa đó thì cái phần còn thiếu của cô đây chúng mình sẽ điền là chính là từ Are. ok động từ to be are và lý do vì sao ai cũng biết rồi đó chính là chúng mình có chủ ngữ là gì đây oranges ok những quả cam đúng không nào vậy rõ ràng chúng mình không có một quả cam mà là những quả rất là nhiều hơn một rồi suy ra chủ ngữ chúng ta có chính là chủ ngữ số nhiều nhá một danh từ số nhiều mà ok vậy đằng sau nó obviously chúng mình phải chia gì nhỉ nó chính là một to be số nhiều R, ok hay còn gọi là một verb số nhiều mọi người nhá đó Vậy thì chốt lại rằng đó chính là trong một câu ấy chúng mình thấy rằng là với những cái gì nhỉ? À, chúng mình thấy rằng là oranges ok là một danh từ số nhiều này, vậy chắc chắn đằng sau nó mình phải chia verb số nhiều hay có thể có trường hợp chúng mình sẽ có là gọi là gì nhỉ? trợ động từ số nhiều này hay chúng mình sẽ có đó chính là gì nhỉ? À, một cái to be số nhiều nhé Ok, rồi, tiếp theo cô trò mình sẽ có câu số 2. <laughs> câu số 2 làm khó tuyền một tí. Tuyền bảo rằng là tuyền chưa biết biết từ điều tra là gì. Ok, rồi chàng ok. Chàng là cô nhớ là ban đầu được bạn nào bạn ấy tác vào đúng không? Chăm học nhá. Ok, rồi cảnh sát đang điều tra nào? Cảnh sát đang điều tra nào? Là gì mọi người ơi? Come on, hello. hello. Ok, rồi Oh. <laughs> Cảnh sát đang điều tra là gì? Ok, inquire. Ok, very good. The police. Ok, rồi Hồng Ngọc vô bà ơi. Thank you Thanh Thanh nha. Rồi, ok, câu này mình sẽ có sau này các bạn ơi. Yes, ok, Cô thể thúy đúng cái này? Yes, the police are investigating. Ok, very good câu này nói như sao? đó chính là the police ok ba chấm ba chấm này investigating ok investigating ok investigating nghĩa là đang điều tra mọi nhá đó vậy thì to be là gì mọi nhớ nhá police rồi cô này nhìn kỹ chủ ngữ của, của police là cô nhá đó nhìn thật kỹ chủ ngữ police là nào come on come on rồi yes điền gì đây nguyễn trung này <laughs> investigating em nhá đó là một cái từ điều tra nhá ok linh linh này yes oanh này chưa gì đưa ra bán là R rồi ok nhá yeah. ok rồi very good chính xác luôn rồi Dẫn ơi nha yeah, cô thấy rằng là bạn 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 bạn, bạn Tuyền có comment cho Duẩn rồi nhá lưu ý cho cô này rồi các bạn ghi nhớ cô này đó là chúng mình sẽ điền đây giống như bạn Thành Đức ở nói này đó chính là the police ok chúng mình đây này the police này chính là một trường ngữ số nhiều mọi người nhá đó ok rồi ra số nhiều của the police này đó chính là the police luôn nó không có nó sẽ không có thêm s hay s mọi người nhá nó không không có đâu ok rồi mà chúng ta sẽ trực tiếp với nhau đó chính là the police luôn ok còn đây muốn nói số ít thì mình có the policeman ok a policeman chẳng hạn đó còn đâu chúng mình sẽ có đây the police là một danh từ số nhiều và đằng sau nó dĩ nhiên rồi mình sẽ có đó chính là gì đây một to be số nhiều chứ Oh, đúng không nào rồi vậy chúng ta chốt là kiến thức đó chính là với những cái danh từ số nhiều này đó chưa nào thì đằng sau nó động từ chúng mình phải chia số nhiều và dĩ nhiên rồi không chỉ động từ mà những cái to be này hay chúng mình sẽ có cả những cái trợ động từ cũng thế nhá mình đều cần phải chia số nhiều đó cô Ok, tiếp theo mình sẽ có chính là một vài danh từ nhá. Đó như kiểu tập police này, đó nó không chứa s cuối. Đây là cô chứng minh cho khôi nhá. Đó, đó chính là uh, một vài danh từ ấy thậm chí nó không chứa s luôn. Được không nào? nhưng nó vẫn là danh từ số nhiều vậy chắc chắn rồi đằng sau nó to be của cô vẫn phải là danh từ số nhiều cô anh à, em vẫn là động từ số nhiều hoặc là chúng mình có động từ thường ấy vẫn phải chia số nhiều với cô nhá khi nhớ thật kỹ cô ok rồi và sẽ không để mọi người gọi là nhỉ hoang mang mơ hồ nữa đấy chứ nào thì bây giờ nhá cô sẽ dạy mọi người một cách là chính là chúng mình biến đổi những cái danh từ số nhiều thành danh à, từ số ít này biến đổi làm thế nào để biến thành danh từ số nhiều nhá chẳng lẽ rằng là lúc nào thêm s Ok, theo mọi người nào, chả nhẽ rằng chúng ta sẽ luôn luôn thêm S đây mọi người. Come on. Ok, theo mọi người chả nhẽ nhá, chả nhẽ rằng là uh, ok. <laughs> Trước cô giáo em kêu là the police. Ok, tốt lắm Linh Linh nhá. Rồi, is investigating. Ok, the police là số nhiều đấy. Trời ơi, mind blow chưa? oh, ok thế mà kẻ tham gia live stream đấy nhá. Không đứa nào bỏ qua nhá. Rồi, ok. Rồi cho cô biết nào. Chả nhẽ rằng nhá. Đó, chúng mình có đúng một cách thôi đúng một cách thôi là kiểu như là biến từ danh từ số ít này sang danh từ số nhiều ấy là thêm một s này mọi người ok rồi tiền này thêm es chắc chưa chắc chưa ờ chắc chưa <laughs> có chắc chắn không là chỉ thêm -s không ờ ok nào ok rồi các bạn khác nào chả nhẽ không có thêm s es, ES à? là boring quá rồi không có quá boring rồi <laughs> cách nào nào come on cho cô biết đi mọi người ơi <laughs> Dậy hết rồi nhá nào cho cô biết nào mình sẽ làm thế nào đây trời ơi chả nhận thêm mua s, e, s nào bạn nào biết comment luôn đó, cô biết thế nào trời ơi tại sao biết hai cách này hai cách này chưa đủ nhá không hề đủ một tí nào nhá mà có những cách khác mà chúng mình gặp những từ rất rất quen thuộc đấy nhá nào các bạn ok cô thấy các bạn tự buồn này tuyền thanh này và tuyền <laughs> person là số ấy, people là số nhiều ok cái mà bạn Hạ Vi vừa nói là một trong số những cách để chúng ta biến đổi từ danh từ số nhiều sang danh từ số à, danh từ số ít sang danh từ số nhiều này đó chính là những cái động à, những cái danh từ bất quy tắc. Nhưng chúng mình còn nữa cơ. Trời ơi, không ít thế đâu mọi người ơi. Ok, cô đúng nhiều quá. Army, yes, ok, rồi cô đố nhiều quá đúng không? Thì bây giờ nhá, cô sẽ show cho mọi người xem này. Rồi. Ok, vô cùng đơn giản này, chúng mình sẽ có nhá. Với những cái danh từ ấy, số ít đó mà kết thúc bằng những đuôi. Ok chưa? CH này, O này, Z này, Y dài này đúng không nào? Ok. Thì mình sẽ biến Y dài thành Y ngắn đó từ lady thì thật ra không, không chính xác lắm. Nhưng ok, cô sẽ tạm thời bỏ qua từ lady một tí nhá. Ok, rồi. Cô sẽ tặng thời bỏ qua từ lady một tí. Ok. Tại vì bây giờ nó không phù hợp lắm. Ok, cô sẽ cố chút xíu, cô chỉnh sửa luôn nhá yeah. rồi ok chê tạm đi nhá yeah. ok rồi thì ladies nằm trong bộ phận khác <laughs> ok rồi thì trên bảng của cô nhé chúng mình sẽ có này những cái danh từ nào vậy đó những danh từ nào mà chúng ta à, có chúng mình cần phải chia thêm es này đó biến từ số ít sang số nhiều thì thêm es như sau đó chính là với những danh từ có tận cùng bằng phụ âm này cộng với o nhá phụ âm cộng o này ok chưa tiếp theo này những danh từ có tận cùng bằng chữ ch này sh này hoặc S hoặc X Ok em nhớ CH này, SH này, S hoặc X đó. Ok thì đằng sau nó mình phải chia thêm nhá. Mình phải chia cô là thêm ES chứ không phải thêm S mà nhá. Vì nhớ kỹ cô. Vì hôm nay cô nghe đọc báo ấy, nghe em tin là cô ca sĩ rất là nổi tiếng. Cô ấy có gì là gì nhỉ uh, chia nhầm cái động chia nhầm danh từ đó ok những cái cánh rất là nhỏ nhắn nhưng có thể chúng ta hay quên đấy, chúng ta nhớ lưu ý cho cô nhá đó với những cái danh từ này Uh, có tận cùng bằng CH này, SH, S hoặc X đó, ok chưa? Thì đằng sau nó mình phải chia cô là thêm ES ok? Nếu muốn nói rằng danh từ đó danh từ số nhiều nhớ. Tiếp theo này, đó chính là nhớ những danh từ này có tận cùng bằng một phụ âm là Y, ok? Một phụ âm cộng Y này, đó chưa? Ok, phần này này chính là cái phần cô muốn nói từ ladies mọi người nhá đó. Một phụ âm này, đó chữ D này cộng Y dài này, đó, ok chưa? Một phụ âm này cộng Y dài đó thì mình sẽ biến đổi cái Y dài đi, bỏ đi nhá, ok chưa? Và mình sẽ thêm y y ngắn vào và cộng với es cô nhớ thêm y ngắn cộng es cô được chưa nào tiếp theo này chúng mình sẽ có một vài những cái động từ ví dụ mình có là từ uh, gì nhờ thêm z es vào Ok, trong trường hợp đó chính là những danh từ tận cùng bằng Z Nhưng mà may mắn là các bạn đó chính là những danh từ mà có tận cùng bằng Z ý, Cực cực kỳ hiếm luôn nhớ Cực kỳ hiếm gặp luôn từ quy sở cô này Rất ít luôn các bạn nhớ Đó, thế nào Vậy thì chúng mình nhớ nhá Nếu trong trường hợp của chúng mình muốn thêm số nhiều với những cái danh từ như vậy nhá Ok, tận cùng bằng Z này Thì chúng mình thêm Z, E, cô vào nữa nhớ Trường hợp rất đặc biệt đấy Ghi vào đây cô nhớ Ghi vào hết là cô đi Ok, tiếp theo này Có một trường hợp mọi người có nghĩa là mọi người ít gặp hơn một tí này Đó chính là thêm V, E, S. Có bao giờ chưa. Có bao giờ chưa. ờ, à, ok. nhớ với những danh từ số ít này, chúng mình muốn biến đổi thành số nhiều nhá, thì chúng mình có một cách đó chính là chúng mình thêm đuôi là V, E và S vào nữa. nhưng mà tất nhiên rồi, tùy trường hợp mà thôi. Ok. trên bảng của cô, đó chính là trường hợp mà chúng ta sẽ thêm đuôi là V, E, S, đi nhá như sau này. Ok. chúng mình sẽ thêm đuôi V, S trong trường hợp này. đó chính là danh từ chúng ta nhá kết thúc bằng chữ F. Ok, kết thúc một chữ F này, chúng ta muốn biến danh từ của này thành danh từ thứ nhiều ấy, chúng mình sẽ bỏ F đi. Ok, bỏ F đi và chúng mình sẽ thêm đuôi là V, E, của cô vào. Tương tự này từ wife. Ok, từ wife này có phải nhá. Nhìn này, ok, cô ơi, rõ ràng từ wife phải cô. Kết thúc đâu của chữ E đâu nhá. Nhưng mà chữ E của cô là âm câm. Ok, hiểu chưa nhỉ? Đó là âm câm ấy. Chính vì thế nhá, cái chữ wife của cô này thì mình sẽ biến thành wives. Ok, nhớ vẫn là ves mà thôi. Chứ nào trong trường hợp chữ e, chữ e cô này âm câm này thì chúng mình vẫn tính rằng chữ f mới là âm cuối. Đó thì mình bỏ chữ f đi, thêm chữ ves cho cô nhá. Và quy tắc như sau đó chính là những danh từ có tận cùng bằng chữ f này, fe này, ff f này, chúng mình sẽ bỏ f đi hoặc fe này, hoặc ff f, f, đó. Ok chưa? Và nhiệm vụ chúng ta đó chính là chúng ta thêm đuôi ves vào cô nhá. Siêu siêu đơn giản mọi người ạ à. nhá. Cực kỳ đơn giản luôn. Ok, đó, trường hợp mọi người có thể ít gặp một tí Nhưng mà yes, nó vẫn tồn tại với những từ vô cùng quen thuộc này Con sói này, hay là người vợ này, đó, rất quen thuộc luôn, nhá Rồi, ok, tiếp theo này, trường hợp quen thuộc hơn một chút nữa Đó chính là mình sẽ có là đuôi S, các bạn ạ, nhớ Với đuôi S này thì chúng ta tất nhiên rồi áp dụng với gần như là tất cả những cái trường hợp còn lại, nhá Những cái trường hợp mà có đuôi còn lại với một danh từ Để mình thêm S thôi như bình thường thôi, nhớ và ngoài cái việc mà thêm S vào những danh từ số ít này để chuyển đến số nhiều ấy, chúng mình còn một cách nữa nhé. À, còn một cái này mà mở rộng thêm một tí cho mọi người này, đó chính là uh, với những cái từ ấy, đó như từ như là mình sẽ có những từ sau, đợi cô tí cô sẽ cho mọi người xem nha. Ok, với những từ ấy mà chúng mình sẽ có là chính là tận cùng là chữ y dài đó tận cùng một chữ y dài tuy nhiên nhá đó tuy nhiên của cô này đó thì đằng trước chữ y dài của cô là là lại là một nguyên âm cơ ok chưa chứ không phải là một phụ âm Ok, đó. Thì trường hợp như vậy chúng mình không cần bỏ y dài đi. Chúng mình chỉ cần thêm y, thêm s là xong rồi nhá. Không cần bỏ y dài này, không cần thêm s nữa nhá. Chỉ cần thêm s là xong rồi. Ok. Trường hợp mình sẽ có là âm cuối này là y dài nhá. Và trước y dài đó là một nguyên âm thì mình đằng sau nó mình thêm s thôi, không cần phải thêm gì cả. Bỏ y dài này, y ngắn hay là gì cả, không cần nữa nhá. Đó. Trường hợp mà bỏ y dài này, đó thêm y ngắn này và thêm s ý, chỉ áp dụng trường hợp đó chính là chiếc y dài này trước nó là một, một phụ âm thì mình mới làm thế thôi còn nếu nếu mà trước nó là nguyên âm ấy thì mình thêm s thôi Nhá ok rồi ghi vào cô mọi người nhé đó tiếp theo này tiếp theo nhá ngoài ba trường hợp có kể trên này ba trường hợp mà gọi là kha khá đặc biệt hơn bình thường nữa nhá đó thì chúng mình sẽ còn một trường hợp nữa đó chính là trường hợp của bạn hạ vi này hay là từ nãy có bạn đã yes hello khổng phương nha yeah, ok hello bé châu nha em ơi yes ok Vậy thì nhá, chúng mình sẽ có đó chính là như trường hợp như bạn Nguyễn Oanh này, hay bạn Quốc Nam á hay là bạn à, hay là bạn à, Hạ viễn vừa nói xong ấy, đó chính là trường hợp mà bất quy tắc mọi người nhá. Đó, chúng mình sẽ có kha khá những cái danh từ bất quy tắc chứ là chúng mình sẽ không áp dụng bất kỳ một nguyên tắc nào mà cô vừa kể trên cả. Ok, không hề luôn nhá. Quy nguyên tắc ES này, nguyên tắc VES này hay nguyên tắc S ấy, chúng mình không áp dụng tí nào luôn nhá. Mà chúng mình sẽ có quy tắc riêng của nó. Mà cái này bắt buộc thôi. Phải học thuộc không có một cái nào cho mình áp dụng thiết được đâu nào ok rất là tiếc như vậy nhớ học thuộc cái sau cô dòng ok rồi bất quy tắc này đầu tiên mình sẽ có mouse chuyển thành mice ok rồi goose chuyển thành geese ok tiếp theo mình có lose and lies tiếp theo này child and children man and man ok women and women tiếp theo này sheep vẫn giữ nguyên là sheep tooth chuyển thành teeth foot chuyển thành feet Tiếp theo này, cactus là cầu cây xương rồng mọi người nhớ thì thành cactus, Ok, cut it, cut it, cut it. Cut it. sorry, cut it. Tiếp theo này, person mình chuyển thành people. Và deer vẫn giữ nguyên là deer. Ok, focus thành focus. Ok, rồi. Tiếp theo này, fish vẫn giữ nguyên là fishical. Nhớ các bạn nhớ. Đó. Khi nhớ thật kỹ cô nhá ok rồi và yên tâm này trong trường hợp nhá nếu như mọi người này hiện tại ở livestream này mọi người chưa kịp ghi nhá hay mọi người cảm thấy rằng ok chữ chữ hơi bé cô ạ em không kịp ghi cô ạ đó thì mọi người yên tâm rằng cô có viết cho mọi người trong handa khác thời cô gửi cho mọi người nhá đó yên tâm rằng cô tổng hợp hết hết rồi những cái gọi là những cái động những cái danh từ bất quy tắc này cô ghi hết cho mọi người rồi yên tâm có cả nghĩa mọi người luôn nhá rất là chu đáo đây nha bạn nào không đọc thì nhớ cảm thấy có lỗi với cô nhá làm soạn rất là lâu luôn nên là nhớ nhá phải đọc vào câu này vì cô soạn rất là lâu để gửi cho mọi người đấy thì cô biết rằng những cái mọi người mọi người đang cần phải học là cái gì hiểu không nhỉ thì cô có ghi hết cho mọi người trong đấy rồi mọi người chỉ việc học cái đó thôi nhá và làm bài tập đầy đủ của cô là được ok rồi yes ok very good guys rồi yes hello bé châu nha lâu lắm gặp em trời ơi khổng phương này yes ok it's ok khổng phương yes rồi và trên bảng cô này chúng mình đã xong được cái quy tắc của chúng ta khi mà chúng ta làm thế nào để biến đổi một cái từ uh, danh từ số ít này thành danh từ số nhiều nhá ok nhanh chóng ghi vào cô mọi người nhé đó ghi nhớ này với ngoại trừ ngoại trừ chúng mình sẽ có ba quy tắc mà gọi là quy tắc nhé đó để biến danh từ số ít này thành số nhiều nó chính là thêm s này đó thêm vs này thêm s nhá đó chính nào dĩ nhiên chúng mình sẽ có cả những kiểu là thêm es nữa nhưng cô hộp vào cái phần đó chính là ở trong es rồi các bạn nhé tập trung chú ý cô phần này ok rồi yes. bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhé chuyển sang phần tiếp theo này và câu này thì cô sẽ nhờ mọi người đó chính là chúng mình sẽ gì nhỉ giúp cô nhé à, gì nhỉ biến đổi ok hãy chúng giúp cô này uh, gì nhỉ? biến đổi cái câu trên bảng của cô sang tiếng anh nhá đó rồi translate this sentence below uh, into Vietnamese không phải đâu into English mọi người nhá <laughs> ok câu này cô này sẽ là into English ok not Vietnamese cho <laughs> cô gạch cái này mọi người nhỉ cô xóa bớt đi yes into English nhá rồi biến đổi câu trên bảng của cô nào nhá biến đổi câu trên bảng của cô đi thành một câu tiếng anh Nha, yeah, vô cùng đơn giản thôi, không khó một tí nào luôn ấy nhớ yeah, into English Rồi, ok, nhiệm vụ đó Nào, biến đổi câu trên bảng của cô này thành tiếng Anh Ok, rồi, come on, come on, come on Nhanh chóng nha Rồi, cô thấy nè Ok, cô chưa thấy các bạn nào comment cho cô này Quần bò được mua bởi anh ấy ngày hôm qua Ok, rồi Quần bò được mua bởi anh ấy ngày hôm qua Ok, the jeans were bought by him yesterday very good. Yeah, okay. Chúng mình sẽ có là the jeans. Cô thấy có một bạn comment này. Các bạn khác thì sao nào? Come on, truyền đấy rồi. Ok, học sinh chăm học mới đúng không? Yes, rồi, very good. Good job, rồi, toàn đây rồi. Yes, ok, tuyền nữa này. Và bạn dẫn này. Ok, rồi, da đẹp. Ok, các bạn ơi, come on nào. Oanh đâu rồi, Thành Đức đâu rồi? Come on, Hạ Vi đâu rồi nhỉ? Nguyên nữa nào. Nhuận thẳng ở nào? Come on, come on, come on. Linh Linh đâu rồi? Linh Linh ơi. Comment cho cô nào. Duy Tráng ở nào? Hồng Phúc ở nào? Em ơi. Comment cho cô nhá. Come on, come on. Bạn Trung bữa này. Rồi, bạn Thanh Thanh nữa nhá. Kiều Diễm này, Thúy này đâu hết rồi em ơi. Come on. Rồi, ok. Minh Châu nữa này. Rồi, Kiều Diễm đây rồi. Hạ Vi đây rồi. Ok, amazing. Rồi, trên bảng của cô nhớ Một câu rất đơn giản thôi Đó chính là The jeans were bought by him yesterday Ok Nhưng mà Chả có nghĩa nào Mà tự nhiên lại cô cho mỗi là Cô cho là The jeans không? Uh, were bought by him yesterday Nếu như ấy, Chỉ có một cách thôi Đó Thì cô chả việc gì để hai chỗ trống cả đúng không nào Có tận hai cách mọi người ạ à. Nhớ Có tận hai cách cơ mọi người ơi Come on Nào Chúng mình sẽ làm thế nào đây Ok em tên Đan, sao cô biết tên em được à, hà em ơi tại vì em để Facebook như này sao cô biết được trời ơi ok rồi yes nào ngoài việc nhớ chúng mình một cách mà gọi là ai cũng biết rồi the jeans were bought by him yesterday đó thì chúng mình sẽ biến đổi câu này sang thế nào đây mọi người ơi come on nào còn một cách này mọi người ơi còn một cách mọi người nhớ nào come on comment cô nào Thúy nào rồi? Khổng Phương đây rồi. Yes. cách một thì ok rồi nhá. Đó rất chính xác luôn trên bảng của đã bán rồi nhá. Rồi ok. A pant was bought by him yesterday. Ok. Rồi, Đức ơi có bảo này nhớ chúng mình có này cái quần ấy, có hai ống đúng không? Không bạn nào mặc quần què cả đúng không? <laughs> chúng mình năm ngoài có cái trend quần què đó. Nhưng mà thời gian này không bạn nào mặc quần què nữa mà còn một ống cả, đúng không nhỉ? Chúng mình thường một hai ống, đó, chính vì thế nhá, chúng mình sẽ không bao giờ, chúng mình để là pen không có S cả Ok chưa, nhá, A pen này không hợp lý lắm đâu Ok, rồi He bought jeans yesterday, no, vẫn giữ nguyên này con nhá, không hề đảo ngại gì cả, không có gì đâu nhá Hạ Vi nhá, vẫn giữ nguyên đó cô Ờ, uh, come on nào, chúng mình sẽ có cô khoảng tầm là 10 giây nhá rồi không phải Minh Châu không phải nhá Này không phải đâu Trời ơi cô không đảo lại nhá Cô không đảo anh ấy mua quần ngày hôm qua nhá Cô không bảo thế nhá Chúng mình để vẫn bị động một cô cơ Vẫn bị động cơ Ừ khó thấy cơ nhá Nào cho các bạn khoảng tầm 10 giây đi nhá 10 giây nào 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Easy zero. Ok rồi vậy thì cách tiếp theo của cô sau đó chính là thay vì cô nói the jeans cô nói rằng sau đó chính là a pair nhớ a pair of jeans was bought by him yesterday ok nhớ Các cách trên bảng cô này đều chính xác hết tuy nhiên có một cuối thuyết xin sau đó chính là động từ to be ở hai cái này đang khác hoàn toàn nhau nhá và như này như các bạn nhớ cái phần mà cô vừa lưu ý bạn thành đức xong ấy đó chính là sẽ có một vài danh từ nhá nó sẽ luôn luôn các nghe nhớ nhá là sẽ luôn luôn tồn tại ở dạng số nhiều như cầu jeans này, ok glasses này, kính này ok hoặc trousers ok quần 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 âu ấy, đó quần dài thôi nhá ok đó thì những cái trường hợp như vậy thì chúng nó sẽ mặc dù từ mình vẫn có thể là nó nó từ xin nhá là bò ạ ok giờ đó phải bò ạ nhưng mà chúng mình nhớ nhá nếu quần bò thì nó sẽ luôn luôn tồn tại cô ở dạng là thêm mét cô nữa ok trousers này ok glasses này hay là jeans đó hay vì sao đơn thuần nó có hai cái glasses cũng có hai cái này quần cũng thế hai ống mà đúng không nào sẽ có một vài dạng như vậy nhá nó sẽ luôn luôn tồn tại ở dạng số nhiều như vậy chính vì thế động từ đằng sau nó mình phải chia là số nhiều tương tự của chu bị thế này hay là trợ động từ cũng thế luôn nhá tuy nhiên có một cách nếu chúng ta muốn nó là danh từ ấn động từ số ít này đó thì chúng mình sẽ chia cô là a pair of jeans ok a pair of jeans was bought by him yesterday đó nếu mình muốn uh, gì nhỉ nếu, nếu nếu mình muốn là gì nhỉ chia số ít cho cô nhớ. thì mình sẽ nhớ cô là chia a pair of jeans ok nhớ a pair nhớ một cặp ok một cặp thì chúng mình chia cô là số ít cho cô nhớ Yes, mua một hoặc mua nhiều không biết mua bao nhiêu. Yes, ok. Rồi ghi nhớ kỹ cô nhá. Đó, nếu muốn chia số nhiều này, ok giữ nguyên là số nhiều. Đơn thuần thôi, giữ giờ jeans như bình thường. Nếu mình vẫn muốn là chia số ít chẳng hạn đó thì a pair of jeans. Ok, nhớ kỹ nhá. Trong bài thì thi cũng thế này, trách nhiệm nhá. The jeans khác này, động từ khác. A pair of jeans khác luôn nhá. Đừng quên nhé, không bạn nào được quét quên được quên đâu nha đó vì trách nghiệm rất có nhiều trường hợp chúng mình sẽ lắt léo như vậy và dễ bị lừa như vậy đừng vì bản thân mình bị lừa sau khi học rồi nhá cô nhớ cô dặn các bạn ở đây nên nhớ, nhớ sau này các bạn mà sai câu đấy đừng trách cô nhớ không được sai đấy rồi ok nhanh chóng nào chúng mình sẽ nhanh chóng ghi và lưu ý cho cô ở vở nhá đó rồi come on guys nhanh chóng nhanh chóng nhá OK, come on, come on, come on, nhanh chóng ghi vào cô nhé mọi người nhé. nhớ này, hôm nay nếu chúng mình đã xong rồi nhé, đó và chúng mình đã hiểu rồi này thì nhanh chóng giúp cô là chúng mình sẽ uh, ghi là OK done hoặc là I'm finished OK hoặc I'm, I got it nhé. Em hiểu rồi, ghi nhớ kỹ cô nhá. Để cho cô yên tâm là chúng mình đã hiểu rồi đấy, tại vì cái phần này có thể là chúng mình sẽ hơi hơi dễ bị confused quá nhá OK, come on, come on guys, nhanh chóng nhanh chóng mọi người nhá Nào ghi vào cô mọi người nhá. Ok, amazing. Very good. Finish. như báo cô luôn này. I'm done. I'm finished. I got it. Okay. Rồi. Come on, come on. Yes. Rồi, cô thấy ra này. ok, Thành Đức này. Finish rồi đúng không? Rất tuyệt vời luôn. nhá. Yeah, I got it. <laughs> Tuyền. Okay, cường này các bạn này. Yes. Okay, very good. Hiểu rồi đúng không nào? Vậy tiếp theo cô cho mình sẽ đi đến xử lý phần tiếp theo nhá lại là một câu buổi trước rồi tiếp theo cô trò mình sẽ đến xử lý phần tiếp theo sorry mọi người về cái vốn từ nó không được gọi là phong phú lắm tại vì đang mải mê về mặt kiến thức quá ok rồi sau đây chúng mình sẽ có như sau sau đây chúng mình sẽ có như sau à sau vẫn là một câu không, nó không được đa dạng muốn từ lắm mọi người ạ rồi thì câu số 1, 2, 3 này nhá mọi người giúp cô này hãy khoanh đáp án phù hợp nhất mọi người đúng này xem là đúng nhá câu số 1 nào câu số 2, câu số 3 nào come on come on khoanh cho cô nhá nhanh chóng này 1, 2, 3 comment một thể luôn nhá vì rất là dễ cực kỳ dễ luôn Ờ à, ok anh hạ nhớ xem cho cô nhá không phải quên nhá <laughs> ok nào cô mất gốc công... cô mất công tiếng việt <laughs> ừ. hay là hôm nào cô dạy tiếng mọi người gọi là live stream để dạy cô tiếng Việt lại được không? <laughs> Một đùa thôi mọi người ơi, cô vẫn còn, cô vẫn còn yên tâm nhá. Rồi, ok, bé Châu này, rồi, very cute. Yes, tuyền đây rồi. A A B. Ok, các bạn khác thì sao nào? Oanh đây rồi, 1A. Yes, ok, amazing. Tiếp theo các bạn ơi, cho cô câu, câu khác nào mọi người ơi. Yes, rồi, Thúy đây rồi. 1A, 2A, 3B. Ok, các bạn khác thì sao? Lê Linh này, A, A, B này, Minh Châu, A, A, B luôn này. Ok, có kha khá các bạn đang để đáp án câu số 1 là A. Rồi, tiếp theo, hiện thạc cũng thế này, Hạ Vi cũng thế này. Rồi, thế cô nhớ một kỹ một cái này nhá đó chính là gần cuối buổi của công chức này. Duẫn có comment hỏi cô một câu Đó, thì bây giờ cô sẽ mời Duẫn luôn đi Mời chính bạn Duẫn các bạn khác luôn nhé nào Hãy lý giải cô đi nhé Vì sao, lý do, vì sao các bạn chọn đáp án là A, A, B Nào, come on Các bạn khác nhé, Duẫn này hay là các bạn khác như thế này Come on, hãy comment cô nào Cô thấy các bạn cho comment khá là nhiều Cũng như là khá đồng nhất với nhau Đó chính Là chúng ta đã chọn đáp án là A, A, B rồi Nhưng lý do vì sao nhé Cô sẽ không muốn là người giải thích nữa Các bạn nào, cho cô nào lý do vì sao đi Tự mình giải thích sẽ tự mình gọi là nhớ lâu nhớ yeah. no, đan comment cô này a a b này rồi ok oanh cũng thế này yes oanh còn giải thích cô luôn cơ giờ cộng với cả là yes cộng với cả gì đây tính từ đúng không nào lý do vì sao ở đan vì sao lại số nhiều vì sao thế dựa vào đâu em cho là cái số nhiều ờ, ok rồi the cộng tính từ này nói một nhóm có một tính chất chung chỉ nhiều sự thật. Ok, the poor chỉ một nhóm người. Yes, ok, cô thấy Tuyền giải thích rất hợp lý luôn các mọi người nhá. Đó. Very good. Rồi Thúy ơi, nhầm một tí cho cô mất rồi nhá. Cô không có the cộng với cả danh từ đâu, cô có the cộng với cả tính từ cơ. Nhìn này the poor. Ok, đây là tính từ mà đúng không? The poor. Đó, là tính từ chứ đâu phải là danh từ đâu, đúng không? Rồi đã bán cô như sau nhá chúng mình sẽ có này một à exactly tiếp theo năm bậc mình sẽ có là b ok b là đúng không, mọi người sai đúng Obviously là sai rồi mọi người ơi, rõ ràng câu này nhá, cô muốn thử mọi người xem một cái đúng không? Yes. Thì từ nãy cô thấy rằng mọi người gọi là có một vài bạn chúng mình cũng đang xem và cũng như là bị confused khá nhiều. Tuy nhiên nhá, đáp án câu này của cô này không thể nào mà đáp án là B được. Được không nào? Ok chưa? Lý do thì mọi người đều đã biết rồi nhá. Thì cô sẽ tặng được che hai đáp án con lại cho mọi người đỡ bị nhầm nhá. Ok, che lại này. Ok, đợi một tí cô sẽ che lại cho mọi người nha. Rồi. Chắc chắn luôn nhá. Ok, sao lại to này? <laughs> ok để cô xóa bớt đi nhá rồi obviously là không thể nào mà nó to thế được không nào ok chưa rồi thì obviously nhá the French ok những người Pháp này rồi ok rất là thích ăn bánh uh, present. ok giờ không biết đọc cái từ này tại vì từ này hơi mang tính là tiếng Pháp một tí sorry mọi người nhá đó đây là món ăn này bánh sừng bò đúng không nào yes ok đó thì với mọi từ bánh sừng bò này đó thì người pháp này là một nhóm người các chưa là một nhóm người này vậy chắc chắn sau người pháp này chúng mình phải dùng đó chính là một cái danh một cái động từ số nhiều đó cô nhá ok đáp án a mới đúng này tiếp theo mình sẽ có the blind ok the blind là những người mù nhá đó những người mù đó là một nhóm người vậy chắc chắn rồi với những người mù này mình sẽ chia nhá với cả một động từ số nhiều ok đó chính là the blind này the people are the people who are not able to see ok đó chính là um, những người mù là người mà không khả năng nhìn gì cả đó thì câu này này chúng mình đã thấy cô rằng cô khoanh vào cho mọi người những cái chủ ngữ của câu này nhé đó chính là từ này cộng với tính từ ok từ cộng với cả adjective ok là tính từ những các bạn nhé đó thì đằng sau nó mình sẽ nhớ câu này khi chủ ngữ bao gồm từ này cộng tính từ ấy, để chỉ một tập thể thì mình sẽ chia động từ cho cô nhé ở ý số nhiều của cô công thức như sau đó chính là từ này cộng tính từ cộng verb số nhiều rất đơn thuần rồi nhá cho nó cô này ok ghi nhớ kỹ cô nhá đó giờ không phải đi danh từ riêng mà giờ đi với cả một tính từ nhá nhớ kỹ cô là giờ đi một tính từ ok chính xác này rồi đúng rồi linh linh buổi hôm trước là buổi đầu tiên của cái chuyên đề này cô đã nhắc qua không cô không nhắc chi tiết cái này nhưng mà yes có nhắc rồi đó chính là nếu nhớ nhá hôm trước bạn dẫn có một trong số người mà hơi confused một tí tại vì là cô ơi, lúc này cô giờ cộng với cả cái này sao giờ đi cái cái này lại chia số ít số nhiều của cô nhớ nhá giờ đi với danh từ này chia động từ khác nhá nhưng mà giờ đi cùng với tính từ ấy, thì chắc chắn chia số nhiều của cô nhá các bạn nhá này ok poor là một cái tính từ này đó rich french blind đều là tính từ hết mọi người nhá đó giờ cộng tính từ này nhớ kỹ cô nhá là từ cộng với tính từ nhá không phải đánh từ nhá giờ cộng tính từ này thì đằng sau nó mình phải chia cô Là một cái bớt số nhiều của cô đơn thuần chốt luôn nhá ghi vào vở cô nào mọi người ơi ghi nhá ghi vào của cô đi mọi người ơi come on come on ghi vào nào rồi nhớ nhá giờ cộng tính từ này thì đằng sau nó mình phải chia số nhiều ghi thật kỹ cô nhá mọi người ơi đừng quên nhá vì quên rất là nguy hiểm đấy nha yeah. Ok, rồi nhanh chóng nhanh chóng. Nhớ là phân biệt là cô nữa Chính là từ với cả danh từ cộng với từ. Với cả từ cộng với tính từ nhá, khác nhau hoàn toàn đấy nhá, chia nhau khác chia khác nhau hoàn toàn đấy, đừng để nhầm nhá. Ok, rồi, very good. Ok, thì tiếp theo cô trò mình sẽ đi cái phần đó chính là mọi người ban đầu cũng có một vài gọi là nghi ngại một tí nhá. Ok, đó chính là phần uh, fraction and percent. Ok, tức là phân số này và uh, gì nhỉ? Phần trăm Ok Nhiệm vụ mọi người rất đơn giản thôi nhá Rất đơn giản Đó chính là giúp cô này Vẫn là chia động từ như phần đầu tiên nhá Rồi uh, Two third of pupils in my class girls. Tiếp theo Two third of the water uh, Of water in this cup Drunk by mình Ok Rồi Đầu tiên này Chúng mình sẽ có 2 phần ba học sinh Trong lớp tôi Là ba chấm ba chấm con gái Tiếp theo này Hai phần ba nước Ở trong cốc này Được uống bởi mình nhá yeah, rồi ok trong câu này chúng mình sẽ làm thế nào đây chia nào đây nhà mọi người ơi vẫn là hai à, uh, hai hai to be mọi người nhé đó cô cần điền hai to be ở đây mời mọi người giúp cô này chúng mình sẽ điền to be thế nào nào come on come on come on come on nhanh chóng các cô nhá rồi cả hai phần này cô đều là những uh, Yes, ok, duy trắng này Nhớ comment cho à cô nhé Màu trắng là số 1 này Màu xanh là số 2 nhé Đó, một thì là gì? hai là gì? Nhá. Ok, nhanh chóng ghi vào cô mọi người nha. Một là gì, hai là gì nhá. Come on, come on, come on. Nhanh chóng nhá. Ok, rồi. Ghi vào cô nha mọi người. Come on, rồi. Cường này, is cộng was. Ok, các bạn khác thì sao nào? Come on, come on. Two third of people in my class. Girls, ok, từ people này. Phát âm giống people mọi người nhỉ? Đó, thực ra đây học sinh nhá đó people two third of people in my class girls tiếp theo two third of water in this cup drunk by me ok bé châu đáp án của đầu tiên của em là is very good nguyễn anh này is và was ok rồi amazing very good các bạn khác thì sao nào come on kiểu diễm nào rồi ok ghi nhớ kỹ cho cô nhé các bạn ơi <laughs> ok rồi ừm, ok, đáp án như sau này, cô thấy là hơi hơi băn khoăn lo ngại phết rồi nhá. Ok, câu số 1 của cô này, mình sẽ có là two third of people in my class are girls. Không phải là y rồi. Trời ơi không phải là is mọi người nhá. 2/3 học sinh lớp tôi là con gái. Đúng không nào? 2/3. Ví dụ lớp của cô nhé, Cô có 30 người chẳng ạ? Đó, thì 2/3 phần 3 của cô bao nhiêu người? Đó chính là 20 người. 20 người rõ ràng là một danh từ gì? Ấy. Là một cái số lượng là nhiều rồi đúng không nào? Vậy chắc chắn mình phải chia đó chính là số nhiều chứ. Đúng không? 2/3 à học sinh trong lớp tôi là con gái. Đó. 2/3 two, uh, two uh, sorry. 2/3 of my people in my class are girl. Ok nhớ kỹ nhá. are girls. Or not is. Tiếp theo này, two third of water in this cup. Đáp án là gì đây? Nào, ok, đáp án là gì đây mọi người ơi? Nhá. Rồi, phân tích một tí này nhớ nhá dù là của mình sẽ có là fraction ở đây tức là tỷ lệ của nhá đó fraction ở bên nào nhưng đằng sau nó là một danh từ số nhiều đó thì bắt buộc đằng sau nó động từ cô cũng phải chia số nhiều của cô luôn nhá tiếp theo mình sẽ có bên này đáp án của cô là is ok mình có thể chia words cũng được không sao cả nhá two third of water in this cup is drunk by me được không nào câu này nhá vì sao ở trong này cô lại chia là is lý do đơn giản thôi two thirds này vẫn là một phần nó chỉ là tỷ lệ đúng không nào đó phân số này tuy nhiên từ water của cô là một danh từ không đếm được nhớ nhớ không đếm được 2 phần ba nước không đếm là một phần gọi là một nước hai nước đúng không không đếm được nước chính vì thế nhớ đằng sau nó mình vẫn phải chia cô là chính là một cái động từ số ít thôi nhớ là cô nghe chưa rồi là một danh từ số ít này hoặc là một danh từ không đếm được ấy thì chắc chắn luôn mình phải chia đằng sau nó cô là gì đây là một cái verb số ít thôi Yeah, ok rồi đối với những chủ ngữ này có chứa phân số này hoặc phần trăm nhá thì ta sẽ chia động từ theo danh từ đứng đằng sau ở ok này sau ở này đó danh từ sau ở đó ok chưa phần trăm này hoặc là fraction fraction rồi người đó ở này nếu mà cộng với cả một cái chủ ngữ là số ít này hoặc là một chủ ngữ không đếm được nhá thì đằng sau nó mình sẽ chia verb là verb số ít nhưng trong trường hợp nếu như là cái fraction này hoặc là cái percent chúng ta này đó cộng với ở nhá cộng với cả là một chủ ngữ số nhiều Đây này ok chưa hoặc là một chủ ngữ đếm được nhá đó thì mình sẽ chia cô ở đây này ok mình sẽ chia ở đây là một cái dạng một cái động từ số nhiều của cô nhá đây chính là sự khác nhau ở trong cách sử dụng với cả là một cái fraction một cái phần phân số này và một cái phần tỷ lệ phần trăm nhá rất nhiều bạn cũng giống như giống nhầm giống như các bạn nhá rồi trời ơi tôi đúng mừng xíu ok ok very good mỹ nữ đáp án không giống mọi người mỹ nữ không dám comment nữa <laughs> ok rồi very good à, amazing nhưng mà nhớ nha lần sau có show cô đi nhá rồi very good cường này u là trời ngất chưa ngất ngửa chưa rồi ok đa số các bạn đây này, này đang ngất ngửa lắm không phải mình cường đâu trời ơi <laughs> mấy cái đứa này nhá ngày hôm nay cô dặn kỹ thế rồi nhá giảng kỹ rồi nhớ nhớ cô nha không được quên không được phép quên luôn đấy nhá trời ơi nói mà đau cả họng luôn nè thì đừng có quên cái này của cô nhá trời ơi cô biết mọi người sẽ rất dễ dễ nhầm mà nên cô phải giảng rất là kỹ đấy nhá đó nhớ cô này động từ chúng ta sẽ vẫn chia nhớ mặc kệ cô đi nhớ mặc kệ cô là fashion này hay là phần có phân số trước hay mình sẽ có phần trăm này đó nếu như Trung Nữ số nhiều thì mình chia số nhiều Có đâu nếu như sau chữ ở này cô làm một cái danh từ Số ít này, hoặc không đếm được nhé Thì mình chia cô số ít thôi, như bình thường thôi mọi người nhá Đó, rất rất là như bình thường thôi Không khác gì cả Yes, noted, yes, very good Quang Minh nhá Nhầm xíu cô ạ à. <laughs> Ok, rồi, amazing Very, very, very good Ok, Nguyễn Trung này Rồi, ghi vào hết đúng không nào Yeah, cô thấy là bạn Quang Minh đã báo cô rằng là ghi xong rồi này Ok, amazing Quang Minh học chăm quá. Ok, very good. Rồi, bây giờ nhá, cô trò mình sẽ cùng nhau này, đi đến phần tiếp theo nhá. Phần này cô nghĩ rằng là cũng khá khá đơn giản thôi, không có quá nhiều khó, không có có không có quá nhiều từ gọi là lắt léo mọi người đâu nhá. Rồi, ok. Trên bảng cô nhá, chúng mình sẽ có câu như sau. Rồi, not every student is in the class. Okay, not every student is is in the class. Okay, không phải tất cả học sinh đang ở trong lớp. Vậy thì cô có một từ gợi ý Sao sau nhé. Cô mời mọi người này giúp cô. Chúng mình sẽ viết lại câu này cho cô nhé. Rồi viết lại câu này. Bắt đầu câu này với từ several. Okay. Ok, rồi, ba chấm ba chấm này Giúp cô nhé viết lại câu này với từ several Ok, và câu ở dưới này Hãy giúp cô viết lại câu này với cái từ Đó chính là từ both Ok, wow, đơn giản quá thì nữa, không đố một tí nào luôn. Nhá. Yeah. Ok, Thúy này, tan rồi đúng không? <laughs> rồi, không đố một tí nào luôn nhá. Not every student is in the class. Ok, không phải tất cả học sinh đang ở trong lớp. Vậy thì mình sẽ có một câu viết lại là several. Mm. ok. Rồi, tiếp theo mình có Jane is a teacher, Minh is a teacher too. Đó thì both làm sao đây? Bắt đầu là như nào? Từ both nhá. Come on, come on, come on. Nhanh chóng nào, ghi lại cô nhá. Thời gian nào, bắt đầu tính nha mọi người nhá. Nhanh chóng nào. Yes, ok, Thành Đức. Câu nào dễ hơn em làm trước. Both Minh and Jane are teacher. <laughs> ok, very good. Rồi, các bạn khác thì sao nào? Câu của em là gì? Câu 1, câu 2 nào. Ok, amazing. Absent. Several students is in the class. Ok, rồi. Is in the class. Rồi, câu này. Ok, rồi. Ok, Thúy này. Yes. Câu này chúng mình sẽ làm thế nào đây? trời ôi, trời ơi. Ok, câu đầu tiên nhá. Hồng Phương comment rồi này. Lê Linh này, Linh Linh này. Thúy này. Rồi, amazing. Cường đây rồi. Dẫn đây rồi này. Hạ Vi nữa này. Rồi, Thành Đức này. Ok, Oanh này. Rồi, Dẫn cũng theo mình câu số 2 nốt rồi này ok chữa luôn nhá không bắt chờ đợi thế này câu một cô sẽ có như sau hồng phúc đây rồi yes rồi câu này nhá chúng mình sẽ có như sau thực ra đơn giản này không phải à, tất cả học sinh ở trong lớp vậy rõ ràng rồi nhá <laughs> rõ ràng này Đó chính là sẽ có một vài học sinh vắng mặt đúng không à? đúng không nào đúng không ok không phải tất cả học sinh ở trong lớp Ok chưa? Vậy rõ ràng sẽ có một vài học sinh vắng mặt đúng không? Không phải tất cả. Tức là có một vài vắng mặt thôi. Đó. Và mình sẽ có từ absent. Ok. Nghĩa là vắng mặt. Và mình sẽ có sau. Ok. Several students. Several students. Gợi ý một tí nhé. Mình có both này. Few, many này. Cộng sum, cộng several này nhé. Nếu cộng với danh từ số nhiều này thì đằng sau nó nhé. Sẽ vẫn là một cái động từ số nhiều thôi. Và ghi nhớ này. Với những từ này này thì đằng sau nó bắt buộc là danh từ số nhiều rồi nhé. Ok. Câu như sau. Several students are absent. Ok, absent. Ok, absent. Đó, ok, rồi, một vài học sinh vắng mặt. Ok. Một vài học sinh vắng mặt này. Ok, several students are absent. Ok, một vài học sinh vắng mặt hoặc một vài sinh viên học sinh nhé. Rồi, không phải tất cả học sinh ở trong lớp. Vậy chứng tỏ có một vài người vắng mặt đúng không nào? several students are absent. Ok, absent. Rồi, tiếp theo mình câu này cũng nghĩ rằng đa số mọi người đúng không này? Jane is a teacher. Minh is a teacher too. Đó, vậy chứng tỏ gì đây, đây, both Jane and Minh are teacher. Đó, đúng không nào? Cả Minh à, cả Jane và cả Ming đều là giáo viên hết. Đó. Vậy các bạn ghi nhớ cô nhé. Đó chính là với những danh từ số nhiều này. Ok. Ở đằng trước mình nói là có both này, few này, many này, some này, several đó. Đó ok nào Thì mình đằng sau nó mình sẽ cộng với cả một gì đây Danh từ số nhiều các cô nhá Rồi ok em cộng với động từ số nhiều này Nhớ Ok rồi ghi nhớ kỹ cô nhá Ghi vào đi mọi người ơi Nhưng mà đó chưa phải cô plot twist cuối cùng đâu Oh my god <laughs> Chứ chưa phải cô plot twist cuối cùng của chúng ta đâu mọi người ạ à. nhá Rồi ok chả nhẽ rằng là cứ nhìn thấy xăm này là cô bắt buộc phải cho chả nhẽ là cô cứ bắt buộc phải cho số nhiều à no mọi người ạ, à. không phải thế đâu nhá đó chính là mình trường hợp thứ hai với majority ok majority of này hoặc some of này all of này most of này nếu trong trường hợp như sau nhá cô sẽ kèm đường này cho mọi người nhìn cho dễ đó nếu trong trường hợp nhá những cái từ cô vừa liệt kê dưới đây này là như thế nào đó. mà nó là một đằng sau nó là một cái uh, gì nhỉ một cái chủ ngữ mà có là gọi như là số ít này hoặc không đếm được ấy đó thì đằng sau nó dĩ nhiên rồi mình sẽ chia được chính là verb số ít rồi nhá chứ không phải lúc nào majority này hay là some of này all of này most of này được chưa nào cũng cộng danh từ số nhiều nhá nó có những trường hợp mà cộng với danh từ số ít nữa hoặc không đếm được ấy thì bắt buộc đằng sau nó mình vẫn phải chia cô làm một cái động từ số ít nhưng dĩ nhiên rồi, trong trường hợp nó chính là majority of này, hoặc some of này, all of này, most of này, đó, cộng một danh từ số nhiều này, hoặc là danh từ đếm được nhá. Đó, thì sau nó mình sẽ cộng với cả một cái verb số nhiều thôi. Rất rất đơn thuần mọi người ạ, siêu siêu đơn thuần luôn nhá. Đó. Ok, mình ghi vào một cô nhá. Majority này, majority of này, some of này, all of này, uh, most of này. Đó. Ok, vẫn tùy thuộc vào chủ ngữ là số nhiều hay số ít hay là không đếm được thì mình có thể chia động từ phía sau nó nhé. Chứ không phải lúc nào cũng có những cái từ này, một vài này, đó. Từ majority là nghĩa một vài mà, summer cũng một vài này, tất cả này, đó. Most of này gần như là tất cả đó. Thì trong mình không phải lúc nào đằng sau nó cũng là danh từ số nhiều nhé mọi người nhé, không phải đâu. Đâu chưa? Nó sẽ vẫn xuất hiện trường hợp mà mình sẽ có chủ ngữ số ít này, hoặc chủ, hoặc chủ ngữ là không đếm được. Thì đằng sau nó dĩ nhiên rồi, verb mình phải chia số ít thôi. Thật kỹ nha, ghi nhé, kỹ, nha, kỹ nha, cô nha. Đó. Rồi. Ok. Ghi nhớ nhé, ghi thật kỹ cô nha. Hello, hello Nguyễn Nam này, hello em. Ok, nhớ ghi vào cô đi. Majority này, of này, some of này, all of này, most of. Nhớ, vẫn có trường hợp số ít mà không đếm được. Và có những trường hợp đó chính là đằng sau nó mình phải chia số ít thôi. Nhớ, chứ không lúc nào cũng chia số nhiều đâu. Không phải đâu nhé mọi người, không phải đâu. Ok rồi Và bây giờ cô trò mình sẽ xử lý Anh chàng cuối cùng ngày hôm nay Anh chàng cuối cùng rồi Chúng Mình sẽ có như sau Ok M uh, Mrs. Smith Together with her sons Going aboard Ok Như là nước ngoài nhá. Tiếp theo này The Smith Together with their sons Going aboard Ok Vậy đã đoán cô nào Câu số 1 và câu số 2 Khoanh gì đây Nhớ nhớ tỉnh táo cô Ok Tỉnh táo tỉnh táo nhá Chia gì đây nào Come on come on A, B, C, D nào Tỉnh táo cho cô nhá Chia gì đây Rồi, come on, chia gì nào Ghi nghe cô nhá Rồi, come on, come on, come on Rồi, come on, come on Okay, Mrs. Smith together with her sons going aboard. The Smiths together with their sons Going aboard A or B. Come on, come on. Rồi, nhuận thạc này, quốc nam hay là cường này, comment rồi này. Yes, chuẩn này. Ok, Thúy này. Rồi Minh Châu nữa. Yes, Thúy cái tuyền này. Sai thì quê hả? À? Chả có gì mà quê cả. Chuẩn này, ok. Khanh này. Mm. <laughs> rồi trong câu này của cô nhé mọi người ơi nhá sai hơi quê hứa nha hứa nha bạn nào mà sai cũng không không nhắc tên <laughs> lấy ra ngày ok hứa cái okay, hứa luôn nhá bạn nào sai không nhắc tên không bêu dếu lên livestream nữa <laughs> không chắc là mọi người dỗ cô hai ngày mất hôm sau ấy vào học mất <laughs> ok hứa nha hứa nha yên tâm cứ comment thoải mái đi nếu sai không nhắc tên hứa <laughs> này rồi quỳnh như này tài triệu đan đoàn này ab ok rồi lê giang đây rồi u mê quá luôn ok hạ vi đây rồi thành đức đây rồi cuối cùng thì duẫn cũng hiểu cảm giác các bạn nữ khi nhìn duẫn đúng không u mê đấy <laughs> ok rồi câu này là cô nhá mrs smith ok tức là bà smith mình có này đó mrs smith mrs nghĩa là kiểu người có chồng mới nhá đó mrs smith ok mrs này đó mình sẽ có là Uh, together with her sons nhưng cái mà cần để ý là cái gì đó khi nhớ là cô nhớ đó cái cần để ý chính là phần như nào cả chân hồng hình nhá đây này cái từ together with này ok cái từ together with này chính là cái phần mà cần để ý đấy Nhớ, được thế nào và dĩ nhiên rồi không thể quên được cô cái chủ ngữ nữa. đấy nhá Bám, ô là hơi xấu <laughs> ok hơi xấu một tí khanh lại nhá nước nào hơi xấu mình đi lại Ok, không được quên của cô Đó chính là chủ ngữ mình có là Mrs. Smith, tức là người một người thôi Đó chính nào còn together with này Cùng với con trai cô ấy Nhưng ở trong trường hợp này Mình sẽ không chia là số nhiều mọi người ạ Mà trong câu này mình sẽ phải chia Đó chính là đi với is My blow chưa Ok, wow, có biết ngay là các bạn sẽ kiểu Oh my god, why Đó, nhưng mà chưa hết mọi người ạ nhớ Tiếp theo mình có The Smith ở đây này. Ok. Tức là uh, The Smith đây nghĩa là vợ chồng Smith mọi người nhá đó cùng với con trai của họ này. ở trong câu này thì mình chia thế nào đây? Chúng mình sẽ vẫn cần để ý cho cô cái phần này, cái phần together with các bạn nhớ, đó cái phần together with này, ok, together with này, đó và đằng trước nó này nhớ nhớ The Smith này mang nghĩa là vợ chồng nhà Smith các bạn nhớ, đó vợ chồng nhà Smith này. Đây là, chúng là vợ chồng mấy người đây, hai người rõ ràng thôi đúng không? đó, vợ trong câu này nhớ mình phải chia là chính là are okay the smith together with her uh, their sons are going aboard okay no bà Smith này cùng với con trai này đó đang đi uh, dụng đang đi nước ngoài ok tiếp theo này the Smith này cùng với con trai của họ này đi nước ngoài đang đi nước ngoài đó vậy đáp án cùng của có đó chính là a và b lý do vì sao nhá giải thích ngay và luôn đây không trần chừ nữa đó chính là khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ này hoặc là với cả những cái mà uh, thi thoảng có mà preposition nữa đó như kiểu as long as này, as well as này, with này, together with này, along with này, in addition, uh, in addition này, uh, to này, uh, accompanied by. Ok đó thì động từ sẽ chia theo chủ ngữ thứ nhất nhớ nhá chủ ngữ thứ nhất đấy ok mình có chủ câu số 1 này chủ ngữ gọi là Smith, uh, Mrs. Smith này đó cùng với her son đúng không một này hai nhưng trong câu này mình bắt buộc phải chia chủ ngữ theo ngôi trang sau chủ ngữ nhất chứ không phải hai Đã ok chưa vì hai chủ ngữ này thì cái giờ săn này chỉ đơn thuần là tệp đính kèm thôi nhé để miêu tả thêm thôi về cái người đàn bà này người về bà smith này chứ không phải là người chủ ngữ chính ở trong câu này nhé chủ ngữ chính ở câu này chúng ta có là the smith chứ không phải là con những người con trai của ấy Nhớ thì mình chia là is đây còn câu số 2 mình chia là are vì đây the Smith này có nghĩa là vợ chồng nhà Smith mọi người nhé đó ok tự nhiên rồi their sons những đứa con của họ thì mình chia là chính là are thôi đơn thuần thôi nhé nhớ kia cô này khi chủ ngữ được nối với nhau khi hai chủ ngữ trong câu nhé đó hai chủ ngữ trong câu này được nối với nhau bởi as long as này as well as này with này together with này along with này in addition to này uh, accompanied with by này đó by nhớ phải biết with nhé by đó thì động từ mình nhớ nhớ kỹ này mình phải chia theo chủ ngữ thứ nhất chứ không phải hai mọi mà người ạ trời ơi nhớ nhé không phải hai đâu nhá sai hơi xưa <laughs> your quizzes blow my my brain <laughs> Sorry for that Rồi ok As long as nghĩa là miễn là em nhá Khanh nhá As long as nghĩa là miễn là nha nhớ kìa, kìa cô nhá Nhớ này As long as As well as With Together with Along with In addition to Accompanied uh, by Đó Thì mình sẽ chia động từ Nếu là chia Thứ nhất nhá Mới đi uống nước Thì thấy thế mình làm sai <laughs> Ok Đáng tiếc chúng mình đã sai rồi mọi người ạ nên nhớ nha có rất nhiều thứ chúng ta cảm thấy rằng ô mình đã biết rồi ông nghe quen mà cô ơi bây giờ cô đố em mỗi cái chuyện mà chia số nhiều số em biết thừa dễ mà cô nhá nhưng mà không đơn thuần đâu nhá đời không như là mơ đâu nhá ok chưa sẽ luôn luôn có những trường hợp hầm lắt léo này nhưng mà yes dù sao thì có thể tiếng anh rất đẹp đúng không nào cố gắng học nhá đó nếu không quá yêu nó thì hãy nghĩ mục đích vì sao mình phải học nó đó chính là thi đại học một ạ à. bắt buộc phải học thôi nhá không còn một cái đường ở đâu mọi người ơi phải học đấy nhá còn đâu là hết rồi nhá. Ok, rồi nhanh chóng nào, ghi vào cô một người nhá. Come on, come on. Rồi, ghi vào cô nhá. Ok, nhanh chóng nhanh chóng nhá. Rồi, uh, accompanied by thì nghĩa là kiểu như là thêm vào hoặc và đi kèm em nhá. Đó, thêm vào và đi kèm nhá. Ok, ghi vào cô nhá. Đó, accompanied by nghĩa là thêm cái gì vào này hoặc kèm này hoặc là kiểu như đính kèm cái đính kèm mọi người nhá as long as as well as with together with along with in addition to accompanied with by ok done rồi đúng không rồi và yes chúng mình đã <laughs> Wow, hơi kinh địa hòa quá đúng không ok rồi chúng mình đã xong rồi mọi người ạ hôm nay chúng mình chỉ học ở đây thôi và hy vọng rằng những kiến thức này của mọi người nhớ nhá mà cô đã soạn cho mọi người một cái handout rồi tức là một cái tổng hợp kiến thức rồi đấy nhớ đọc mọi cô nha nhớ là phải đọc đấy soạn rất là kỹ này rất là chi tiết luôn nhá tất cả những gì chúng mình đang học trong live stream này cô đều đã có handout hết rồi nhớ nhớ phải ghi vào này và học mọi cô đấy không mình thực sự cũng rất buồn tại vì là thực sự là cái việc soạn nó không hề không hề gọi là uh, tốn ít thời gian đâu, rất nhiều thời gian luôn nhá. Yeah. Nhưng mà Yes cô biết mọi người cần nên cô có dành rất nhiều thời gian của mình ra để soạn và cũng như tặng mọi người. Nên yeah, nhớ dùng nhá. Yeah. Bạn nào chưa join uh, bạn nào về rất vở dẫn phê mọi người ạ. <laughs> bạn nào mà chưa join nhóm nhá yeah, để nhận tài liệu khối thì nhớ join luôn đi nhá. Yeah. 2004 này quyết tâm giỏi tiếng Anh yeah. nhá. Thành Đức. Ok cảm ơn Đức rất là nhiều nha. Quốc Nam này và yeah. Yeah, bye bye em rồi chúc mọi người ngủ ngon nhé và nhớ này dặn lần nữa nhé chuyện gì quan trọng dặn nữa này đó chính là hãy làm bài tập của cô bên cạnh đó ấn nút theo dõi kênh của cô để chúng mình có thể nhận thông báo khi cô live stream nhé đỡ bị còn lại bị tát nhiều cũng như là đợi để cho học học bị muộn nhé